shopping. Aduh, aku lupa nggak bawa itu. Itu. Oh iya. Terima kasih. Shopping. Kamu cilau. Aku cuman live sebentar aja guys, karena aku sebenarnya tuh ada itu, lupa aku guys. Oh iya. Oh iya, makasih. Iya, makasih Bu. Iya. Aku nggak bawa produknya. Alah, ntar aja ya aku. Jadi keburu shopping nih Pak Gai. Indonesia shoppingnya di Bali, di Bali shoppingnya không di Bali, di Bali shoppingnya shoppingnya good, thank you Indonesia nya shopping food nya good Dekmati. Nih, murah meriah. Guys, aku jualan tisu. Nah. Murah meriah, harganya cuma 9. Bấm tay vào hàng đi.
cái mấy bà Indo ơi. Indonesia shopping nha. Good. Thank you Indonesia nha. Đấy. Thank you. Shopping nha. Indonesia good. Shopping nha. Thank you. Teman-teman. Đợi một tí. Good. Jangan lupa dibayar ya, guys. Dan barengan, barengan. Demutinya aja, Vi. Ini nih. Shoppingnya, shopping. Shopping ghi kể chuyện nhá. Không thôi. Shopping nhá. Shopping thì kể chuyện, không thì thôi nhá. Indonesia. Shopping đã kể chuyện. Có nhiều mà sao? Chín người mua rồi. Shopping đi mọi người. Nhanh đi. Mọi người ăn cơm. Tisu, aja. Shopping tisu. Shopping. Tisu về đo mồm nhá. Rất là rẻ đấy, có 19.000 ruby thôi. Mua đi. Đúng không? À, khoai lang à? Không hút. Tớ đang bán hàng vì cái nâu mồm mình nâu dại. Nè mọi người nha. Good. Nâu mồm này, đưa đây. Này, good này, rất dễ dàng, hiểu không? Có thể nâu mồm này, nâu mặt này, hiểu không? Đấy. Good. Có thể ngoáy mũi này. Ngoáy mũi hiểu. Đây. Này ngoáy mũi này. Đây nhá. Nó mồm này. Nó mặt này. Ngoáy mũi này. Đấy, hiểu không? Đấy. Good. Tissue good. Tissue nhỉ? Yeah, nice. Này. Bấm tay giỏ hàng nhá. Đúng. Mua đi. Vivi nói Indonesia. Guys, có đặt promo. Nói xem anh đặt Indonesia.
shopping. 19. Sembilan. Sembilan cái gì đấy tôi bán cho. Indonesia. Quán. Mua nhé. Mua cho đại gia đình nhà mình dùng luôn. Chị em ơi, chị em Indonesia ơi. Mua cho đại gia đình nhà mình luôn. Không biết đấy, sợ mà. Có biết. Indonesia. Indonesia thông minh. Không. Này nhìn này. Thấy chưa? Mình hiểu. Ok luôn. Google dịch nhá. Mua shopping không lô ăn nhá. Shopping ten, hiểu không? Ten đúng. Gratis ongkir. Gratis. Có nghĩa là các bà internet. Good. Anh ơi, go nhé. Go à? Đâu? Yeah. Go sang à? Chờ một tí anh toilet. Ya guys, aku harus ada produk satu soalnya. Iya. Aku enggak mau produkku ketinggalan semua. Iya guys. Harganya 19.000. Aduh, aku sampai keringetan, untung ada Indomaret. Ya, di sini harganya promo cuman 19.000. Kalian bisa dapat berapa ini ya? Termurah paket isi 6. Itu dapat berapa? 19.000 guys. Kalian dapat berapa sih?